chào bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Ham Vào Vạch của mình. Trong video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cách có thể khắc phục được cái lỗi con iPhone 8 Plus nó bị cái lỗi là iPhone bị vô hiệu hóa. Cái lỗi này xảy ra khi mà chúng ta bị quên mật khẩu, chúng ta nhập sai mật khẩu nhiều lần nhé. Thì để khắc phục cái lỗi này thì các bạn cần phải có máy tính để chúng ta chạy lại phần mềm cho nó. Bây giờ thì các bạn sẽ nhìn trên màn hình máy tính của mình nhé. Với việc chúng ta chạy lại phần mềm cho chiếc iPhone của chúng ta thì dữ liệu ở trên iPhone của chúng ta sẽ mất hết nhé. Trên màn hình máy tính thì các bạn cần phải cài đặt cho mình cái ứng dụng đó là Baotun. Để cài đặt ứng dụng Baotun này thì các bạn sẽ mở cho mình một cái trình duyệt lên, ví dụ như là Google Chrome này, mình sẽ mở Google Chrome lên nhé. Rồi các bạn sẽ gõ cho mình cái từ khóa là Baotun vào đây. Các bạn vào cho mình ngay cái link đầu tiên này. Các bạn kéo và tải cho mình, các bạn bấm cho mình vào là download này. Các bạn chờ một chút thì nó sẽ tải cái Baotun này về nhé. Ok, đã tải xong rồi, các bạn kích vào để cài đặt luôn này. Các bạn chờ một chút nhé. Hiện lên một cái bảng User Account Control thì các bạn sẽ bấm cho mình vào là Yes này. Rồi các bạn bấm cho mình vào là install này. Ok, các bạn sẽ bấm cho mình là non nhé để mở luôn Baotun này. Đó, hiện lên cái bảng là install necessary component thì các bạn cần phải cài đặt cho mình iTunes nhé để chúng ta có thể là có đầy đủ driver. Các bạn chỉ cần bấm cho mình vào là install iTunes thôi. Khi chúng ta cài đặt xong iTunes thì chúng ta cũng có đầy đủ luôn cả driver nhé. Thế nên mình sẽ bấm vào là install iTunes này. Các bạn chờ một chút nhé. Đó, nó đang chuẩn bị để cài đặt iTunes này. Bây giờ thì mình sẽ cài đặt iTunes nhé. Mình sẽ bấm vào là link này. Mình sẽ bấm vào install này. Ok, như vậy là iTunes của mình đã cài đặt xong rồi. Mình sẽ bấm vào là Finish này. Bây giờ nó cũng sẽ tự mở lên iTunes nhé. Đây, các bạn để ý này, iTunes nó ở phía sau này. Mình sẽ tắt iTunes đi nhé. Bây giờ thì mình sẽ đưa cái chiếc iPhone 8 Plus này của mình về chế độ JQuery Mode nhé, để mình có thể là chạy lại được phần mềm cho chiếc iPhone này. Bây giờ thì các bạn cần phải chuẩn bị cho mình cái cáp sạc của con iPhone, và mình sẽ kết nối vào máy tính nhé. Một đầu này thì mình sẽ gắn vào máy tính này, đầu còn lại này thì mình sẽ gắn vào chiếc iPhone này. Sau đó là các bạn sẽ bấm cho mình lần lượt, đó là bấm tăng âm lượng, bấm giảm âm lượng, sau đó là bấm giữ nút nguồn để nó vào chế độ JQuery nhé. Mình sẽ thực hiện nhé. Tăng âm lượng, giảm âm lượng, bấm giữ nguồn này. Bao giờ nó hiện lên hình cái cáp thì các bạn mới nhả ngón tay ở phím nguồn ra nhé. Các bạn cứ bấm giữ cho mình. Đó, nó hiện lên cái cáp này, mình mới nhả ngón tay ra. Đây chính là iPhone của chúng ta đang ở trong chế độ JQuery Mode nhé. Trong chế độ này thì chúng ta mới có thể là chạy lại được phần mềm. Bây giờ mình sẽ bấm vào OK. Trước khi chạy lại phần mềm thì các bạn có thể là check cái tình trạng máy của chúng ta có đăng nhập tài khoản iCloud hay không. Nếu máy chúng ta không đăng nhập tài khoản iCloud thì các bạn có thể là chạy lại phần mềm thoải mái. Còn trong trường hợp mà các bạn có đăng nhập tài khoản iCloud ở trên máy thì chúng ta cần phải nhớ tài khoản iCloud nhé. Thì sau khi chạy lại phần mềm chúng ta mới có thể là sử dụng được điện thoại iPhone của chúng ta. Đây, các bạn sẽ bấm cho mình vào là serial number này để copy cái serial number này nhé. Đó, mình đã copy rồi này. Sau đó là các bạn quay trở lại cái trình duyệt Google Chrome. Rồi các bạn sẽ gõ cho mình cái từ khóa đó là check iCloud hoặc là iCloud check cũng được nhé. iCloud check này. Các bạn có thể là vào cái trang là iUnlocker hoặc là vào cái trang là ifreeicloud.co.uk đều được nhé. Mình sẽ vào cái trang này đi. Rồi các bạn sẽ chuột phải vào cái ô này cho mình này, sau đó chọn paste cho mình nhé, để dán cái serial number vừa mình copy. Sau đó các bạn chọn cho mình vào cái kính này để chúng ta tìm kiếm nhé, chúng ta kiểm tra. Đó, các bạn để ý ở đây, đây là thông tin con iPhone của mình đây. Và các bạn để ý cho mình cái mục là Find My iPhone. Đó, ở đây đang là off, chính là máy của chúng ta không đăng nhập tài khoản iCloud nhé. Như vậy là chúng ta có thể là chạy lại phần mềm thoải mái. Còn trong trường hợp Find My iPhone này là on thì buộc chúng ta cần phải nhớ cái tài khoản iCloud trước đó các bạn đăng nhập ở trên máy nhé, thì chúng ta mới có thể là sử dụng được, chúng ta mới lên chạy phần mềm rồi nhập cái tài khoản iCloud đó vào. Còn bây giờ off thì mình chạy phần mềm thoải mái này.
mình sẽ quay trở lại ba Utun. Mình sẽ bấm vào là Go Flat này. Rồi ở đây với cái thời điểm hiện tại này thì mình có thể là up được lên cái phiên bản iOS là 15.4 nhá. Ở phía dưới đây các bạn sẽ chọn cho mình vào cái mục là Quick Flat Mode nhá. Sau đó là các bạn bấm cho mình luôn vào là Flat này. Các bạn bấm cho mình Flat này. Các bạn chờ cho cái phiên bản iOS này nó đang được tải về nhá. Đó. Các bạn chờ cái vòng tròn này nó chạy hết này. Các bạn cũng có thể là bấm vào cái vòng tròn này để xem cái quá trình chúng ta tải về như nào nhá. Đó. Tốc độ tải về của mình đang khá là cao này, nên cái thời gian chờ đợi nó sẽ nhanh nhé. Cái đoạn tải này thì mình cũng sẽ tua nhanh để đỡ mất thời gian chờ đợi của các bạn. Ok, như vậy là mình đã tải xong rồi nhé. Tải xong ROM rồi này. Các bạn quay trở lại đây nhé. Nhưng mà cái máy của mình do cái thời gian tải lâu, chắc cũng khoảng gần 20 phút, nên là iPhone của mình nó lại về cái chế độ thông thường là iPhone bị vô hiệu hóa này nhé. Bây giờ mình sẽ đưa lại về cái chế độ recovery nhé. Bây giờ mình lại bấm tăng âm lượng, giảm âm lượng, sau đó bấm giữ nguồn này để vào chế độ recovery mode nhé. Ok, bây giờ mình lại bấm lại là Flat này. Mình bấm vào Flat nhé. Đó, các bạn nhìn thấy bây giờ Writing File System này. Các bạn nhìn thấy cái thanh ở trên đây nó cũng chạy nhá. Nó sẽ chạy hết cái thanh này. Thì cái đoạn này mình cũng sẽ tua nhanh để đỡ mất thời gian chờ đợi của các bạn nhé. Ok, các bạn để ý trên ba Utun của mình nó đã báo là congratulation, tức là cái quá trình của chúng ta đã flat thành công rồi nhá. Bây giờ thì mình cũng sẽ không cần đến máy tính nữa này. Mình sẽ rút cáp ra khỏi máy tính nhá. Các bạn chờ đợi cho iPhone của mình nó khởi động lại một lần nữa nhá. Đó, các bạn ý này, iPhone của mình bây giờ nó mới khởi động lại này. Đó, các bạn để ý nó sẽ chạy lại cái thanh này một lần nữa nhé. Và cái lần này thì nó sẽ chạy nhanh hơn cái lần trước. Cái đoạn này mình cũng sẽ tua nhanh để đỡ mất thời gian chờ đợi của bạn. Đó, các bạn để ý là iPhone của mình nó đã khởi động lên rồi nhé. Bây giờ thì mình chỉ cần thiết lập vài bước nữa là có thể vào sử dụng được chiếc iPhone này. Mình sẽ bấm nút Home này. Đó, rồi mình sẽ chọn ngôn ngữ là tiếng Việt này. Chọn quốc gia là Việt Nam này. Rồi mình sẽ bấm vào là thiết lập thủ công nhé. Các bạn cứ bấm cho mình là tiếp tục đi. Mình sẽ kết nối vào cái mạng wifi của nhà mình nhé. Rồi mình sẽ bấm là kết nối này. Các bạn chờ một chút nhé. Chờ một chút để nó kích hoạt iPhone nhé. Đó, cái màn hình dữ liệu và quyền riêng tư này thì mình sẽ bấm là tiếp tục này. Ở đây cài đặt vân tay thì mình sẽ thiết lập sau nhé. Mình bấm là thiết lập tag ID sau. Các bạn có thể là thiết lập luôn cũng được. Tạo mật mã này thì mình cũng sẽ thiết lập sau này. Mình sẽ vào nhanh cái màn hình chính nhé. Ở ứng dụng và dữ liệu này thì mình sẽ bấm là không chuyển ứng dụng và dữ liệu này. Đến đây thì các bạn có thể là nhập cái tài khoản iCloud của bạn vào, hoặc là các bạn có thể là tạo mới một tài khoản iCloud nhé. Ở đây thì mình sẽ bấm là đăng nhập sau nhé. Mình sẽ thiết lập sau trong cài đặt này. Không sử dụng. Đó, mình cứ bấm là tiếp tục, rồi là chia sẻ với nhà phát triển ứng dụng này. Đó, như vậy là mình đã vào được cái màn hình chính của con iPhone 8 Plus này để có thể sử dụng được bình thường rồi nhé. Công việc của các bạn chỉ là đăng nhập cái tài khoản iCloud của bạn vào, hoặc là các bạn nào chưa có thì các bạn sẽ vào cài đặt này. Sau đó là các bạn tạo một cái tài khoản mới nhé. Đó.
rồi các bạn có thể là sử dụng được iPhone. Rồi mình sẽ dừng cái video này tại đây. Như vậy là cái video này mình đã chia sẻ với các bạn cách có thể là khắc phục được cái lỗi iPhone bị vô hiệu hóa trên con iPhone 8 Plus thành công rồi nhá. Nếu các bạn thấy video này của mình hay và hữu ích thì bấm đăng ký kênh để theo dõi những cái chia sẻ tiếp theo của mình. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình nhé.